truy cập ngay tinsanlangla.vn để chiến game ngay hôm nay. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của live và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu cho anh em một con game mobile có tên gọi là MU Classic. À, đây sẽ là một con game mobile uh, về chủ đề MU online vừa mới ra mắt tại thị trường Đài Loan nha mọi người nhé, thị trường Đài Loan. Thì uh, tên tiếng chung của nó đó thì có tên gọi là kỳ tích mẫu kinh điển chi chiến ôi rồi nó lòng hoàng quát thôi tôi cứ gọi là mẫu classic thôi thì để có thể chơi game này các bạn thể tải file pk trên trên điện thoại hoặc là giả lập hoặc là các bạn để nếu mà ios thì anh em sẽ phải đổi store nha bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con mẫu classic này đây là phiên bản có bản quyền chính chủ từ Webzen và được xây dựng là coi như là gần giống phiên bản pc nhất Đấy, cụ thể như nào thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm Vì là bản tính chung nên là mình gọi là trải nghiệm cho biết thôi anh em ạ Mình sẽ không đi quá là chi tiết nhá Giới thiệu cho anh em thôi, đặc biệt với bạn nào mà fan của MU Rồi chúng ta sẽ update một chút Đấy các bạn anh em đợi một tí nhá rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau vào game và khám phá này ở đây thì mình đã có phần tạo nhân vật rồi uh, phần tạo nhân vật này thì nó khá là giống mu pc hồi xưa anh em nó đơn giản lắm uh, game mobile ở trên về mu nhá ở trên uh, game mobile ấy thì nó quá nhiều rồi cũng có bản quyền của các gen đầy ra mu origin các kiểu thì uh, nhưng mà con như mình đã nói là con mu classic này nó mang đến một cái lối chơi nó Thuần chất game bản PC nhất Đấy Các bạn kể đồ Từ đồ họa nha Đồ họa rất là đúng đồ, đồ họa PC cách đây Khoảng hơn, Gần 20 năm rồi Đấy Rồi giao diện Tất nhiên là có một số cái Như kiểu nút điều khiển Các thứ thì nó sẽ giống Bản Giống phải là thiết kế để, để phù hợp với lối chơi Ở trên uh, Mobile nha ở hơi Mình cảm giác có vẻ Hơi lag tí Đây chúng ta có hệ thống nhiệm vụ này Các bạn cũng có auto tìm đường Đấy Ồ nhưng mà phần voi Tiếng voi nó bị lỗi sao ấy nghe nó cứ éo 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 ấy, Chả hiểu cái gì? À, đồ họa này không thể zoom gần zoom xa được nhá. À, nó sẽ hơi cận một tí, chúng à, ta sẽ đi làm nhiệm vụ này. Ờ, nó rất là đúng chất mu classic luôn anh em ạ. Đó, tức là mu cổ điển ấy Tức là nó không mạnh, con game này nó không mạnh về đồ họa hay là gameplay nó không kiểu hiện đại như kiểu các game mobile bây giờ nhá. Đấy, cái phần âm thanh nó bịm sao ấy anh em ạ? Hay là lỗi gì, lỗi âm thanh nhỉ? Đấy, bắt đầu chúng ta đi đánh mấy con quái đơn giản không? để lên cấp, đi làm nhiệm vụ Thì uh, game thì cũng tích hợp auto Đó, các bạn sẽ không phải cắm chuột Hồi xưa anh em chơi MU trên PC là hồi xưa làm gì có auto, làm gì có phần mềm auto đâu Anh em toàn phải kẹp chuột đấy Hay anh em gọi là cắm chuột Đây, chúng ta sẽ lắp trang bị vào này Đó, lắp trang bị mới vào Giao diện cũng rất là cổ điển luôn anh em ạ mẹ à. Đang nhập nhận quà À, toàn tiếng chung nên mình cũng không biết như thế nào cả ấy à, mình chỉ gọi là chơi cho biết thôi anh em ạ. rồi à, mình đang chơi cái lớp nhân vật là F nhá mọi anh em nhé chúng ta sẽ vẫn có sân ba cái lớp nhân vật uh, quen thuộc rồi Đắc Nai, Đắc Winzat và Fairy F. Uh, tùy các bạn thích chơi nhân vật đây cũng có phần cộng điểm này. Uh, các bạn thể ấn vào nó sẽ gợi ý cộng điểm cho mọi người Có cái cả cái phần gợi ý cộng điểm Thế là ấn vào thì nó sẽ gợi ý cộng, cộng điểm này Nó bị lỗi voi sai sao ấy? Nó nghe nó cứ rè 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 sao nhỉ Chả hiểu kiểu gì luôn Cái này do game nhé mọi người nhé Không phải do mình đâu Rồi, Tiếp tục đi nhiệm vụ này Ờ, cách chơi nó rất là cổ điển với anh ạ Ban đầu chỉ có đi farm quái là nhiệm vụ farm quái rất đơn giản thôi đây có auto này cái Đây phần cài đặt này uh, Phần cài đặt thì nó Cái này nó xa xa nó Chả có cái deck gì cả Đây phần nhập mã kíp code này Cái này là Mình không biết là để cài đặt cái gì Ờ uh, mình tắt cái tiếng uh, âm thanh uh, Nó bị méo đi kia rồi Mình chỉ để nhạc nền thôi Đấy, nghe cho nó đỡ khó chịu anh em ơi Nhạc vẫn rất là giống chất MU nhá Đó, Nói chung là khi mà mình chơi con MU Classic này Mình cảm nhận được là nhà sản xuất họ cố tình làm rất giống phiên bản PC Đấy, bạn nào mà fan của MU Online ở trên PC Mà muốn trải nghiệm một cái gì đó nó xưa cũ thì có thể tìm đến con mu classic này còn bạn nào mà muốn nó hiện đại hơn các thứ thì có thể tìm đến những cái phiên bản mu khác ở trên mobile thì chúng ta sẽ không thiếu đâu thương hiệu mu bây giờ được Wezen họ khai thác quá mạnh ở trên mobile rồi làm đi làm lại rất là nhiều game này nhặt đồ này Đấy, nhặt trang bị mới nó sẽ được các cái món trang bị như thế này Đấy, các bạn phải đủ điểm thì mới mặc được nhá. Đấy nó vẫn yêu cầu là các bạn phải đủ đủ điểm thì mới có thể mặc được trang bị Thế nên là mới có phần cộng điểm đấy anh em. Đây cộng điểm tiếp này. Đó mình sẽ mình do mình không biết ngôn ngữ nhưng mà vẫn là bốn cái cộng điểm quen thuộc thôi nhưng mà mình sẽ ấn vào cái phần gọi là gợi ý cộng điểm. Mặc dù là làm thì nó sẽ giống một PC nhưng mà nó vẫn có những cái tính năng để giúp các bạn chơi game ở trên mobile nó dễ dàng hơn như hệ thống auto này, hệ thống tự gợi ý cộng điểm các kiểu này. Đấy, cũng khá là hay. Là quả cấp À, cái này là quả cấp rồi anh em ạ, đi làm b ban đầu chỉ đi làm nhiệm vụ đánh quái các thứ thôi, mình sẽ tắt tiếng chiến đấu đi nhá vì nó bị âm thanh nó bị lỗi sao ấy hiện tại ở đây là game này nó ra mắt ở server đài loan nha mọi người nhá các bạn để tải game về và chơi game luôn với server đài loan thì các bạn sẽ không cần phải gọi là uh, Um, chứng minh nhân dân các kiểu gì cả Các bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Google Play thôi Không đăng nhập chơi nhanh được nha Các bạn đăng nhập Facebook hoặc là tài khoản Google Play Nếu các bạn chơi Android Còn với iOS thì các bạn đăng nhập bằng tài khoản uh, Game Center ấy Để là được Đấy, chúng ta sẽ đi farm quái này Lắp vũ khí mới vào Bắt đầu chỉ đi đánh quái lên cấp thôi Game màu hồi xưa nó chỉ như thế này rồi anh em ạ Đấy nhịp... Nó làm y hệt bản mẫu PC luôn anh em ạ Đó các bạn sẽ nếu các bạn mà đang quen chơi mấy con game mobile hiện nay ấy, hiện giờ ấy, các bạn sẽ thấy là gameplay thế này nó hơi chán và hơi buồn ngủ vì nó chỉ có farm quái thôi nhưng mà game pc hồi xưa nó như thế này này anh em này uh, ờ, mu trên pc hồi xưa nó chỉ như thế này thôi đấy chỉ có đi cắm máy rồi cày thôi nó như vậy thôi anh em ơi đây quan nạp đầu nhá các bạn sẽ được con pet rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi vụ về các bạn thấy là người chơi rất là đông luôn hiện tại thì game mở ba server và hai cái server đầu đang full rồi Nên mình đang phải chơi ở server thứ ba đồ không dùng đến anh có thể bán bớt đi à. tiếp tục đi làm nhiệm vụ này chúng ta sẽ hệ thống bản đồ chuyển chuyển bãi quái à. chúng ta vào thành rồi vẫn là những cái bản đồ quen thuộc thôi mọi người nhá chúng ta sẽ có những cái bản đồ uh, quen thuộc của mu uh, bạn nào mà fan mu chắc biết rồi ví dụ như là chúng ta có uh, Lorencia này, Noria này, uh, Davis này, Atlan các thứ thì phiên bản uh, mẫu classic này nó vẫn giữ nguyên nhá. Đây, ví dụ như đây là bản đồ De uh, đấy anh em, Đó, mình đang ở dVs rồi bản đồ này có rất nhiều con boss này, oh, rất nhiều con boss ở đây luôn. trên map này nó sẽ có quái vật và boss nhá, chúng ta sẽ đi farm đồ farm quái thôi. Đấy, lối chơi nó rất là cổ điển để mà bảo giới thiệu thì mình có lẽ là nó sẽ hơi mất thời gian một tí vì thực ra thì ban đầu game nó chỉ đánh quá như thế thôi nhưng mà quan trọng là mình muốn giới thiệu cho anh em về con mu classic này bởi vì là nó mang một cái lối chơi đậm chất mu pc nhất Đấy. hồi xưa là có con mấy con mu mobile ra ấy mấy ông fan của mu cứ kêu là mu bây giờ mất chất rồi nó không giống bản pc hồi xưa đấy bây giờ có con game này này có con mu classic này này nó rất là giống bản pc hồi xưa thì anh em có chơi không quan trọng là vậy như mình mình thì mình sẽ không khoái lắm bởi vì bây giờ game game nó hiện đại bây giờ chúng ta cần những tính năng mới nhưng cần gì mới thôi còn cái này nó chỉ gọi là hoài niệm một tí thôi nói thật với anh em bây giờ mấy ông mà thích chơi một u pc cũng già đầu hết cả rồi toàn hệ đầu cuối 7 x đầu 8 x hoặc là đầu 9 x thôi đấy bây giờ làm gì có thời gian mà ngồi cày như này nên mà game mobile rảnh tay các thứ nó mới thịnh hành là thế bên anh em chơi game mobile quen rồi những dạng game cày cuốc này thật sự là không hợp anh em các bạn chỉ có nói thật với các bạn là các, các ông chỉ vào chơi khoảng cùng lắm một ngày để cho nó nó đỡ hoài niệm cho nó hoài niệm một tí thôi chứ còn để mà chơi lâu dài mình đảm bảo các dạng game này thì thật sự là có phát hành ở Việt Nam ấy cũng không đông người chơi lắm đâu bởi vì là lối chơi nó giống PC bây giờ nó cách chơi PC nó cũ quá rồi nó không nhanh nó không nhanh nữa ấy. nó mất thời gian các bạn không thể cầm điện thoại các bạn chơi cả ngày được trừ khi các bạn dùng giả lập các thứ nhá thì tôm nói đây chúng ta có rất là nhiều con bot này Đấy, cách thiết kế boss các thứ rất là giống mô hồi xưa luôn nói chung là mình thấy là cái phiên bản mu classic này phải giống con mu pc hồi xưa phải đến 90% ấy phần à, đồ sau này các bạn có đồ xịn nó sẽ phát sáng này nó kể từ đồ họa cho đến um, gameplay nhá là giống mu pc hồi xưa lắm chẳng qua giao diện thì tất nhiên nó phải thay đổi một tí để phù hợp với lối chơi trên mobile rồi Đấy, đừng quên cộng điểm nha Nhờ dù sao cũng uh, khá là vui khi có một con game mu mà nó thiết kế uh, giống phiên bản mẫu PC thì chưa dành cho những bạn nào mà thích hoài niệm <laughs> Đấy, thì bạn nào mà quan tâm thì có thể mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để bạn tải game và chơi thử xem sao nhá Còn về cơ bản thì con mấu classic này cũng không có gì nhiều để nói đâu Cái này phải chơi và cày rồi rồi sau reset các thứ, các kiểu nữa cơ Đấy. Đấy về cơ bản là mình muốn giới thiệu anh em về con mấu classic này thôi Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để anh em tải game chơi thử Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu vàng nhé Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tokyo Online của anh em rất nhiều Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo Bye bye